Rồi chào anh em nha. Quay chia sẻ anh em cái động cơ Yamaha Thủy nha. Vừa được tắm rửa vệ sinh với sơn phết rồi lại. Xa xa như nhìn rất là đẹp nha. Động cơ này bao anh em đổ tăng đa 100%, máy chưa trẻ chưa bung. Có cái tăng đa nhưng mà ngược lại thì dàn áo nó đã xuống màu nhiều rồi nên mình tẩy rửa và mình mướn thợ lại sơn lại nha anh em. Cho đẹp. Chi thứ hai nó là nó nhìn nó bắt mắt hơn. Thì mấy anh em cũng hiểu rõ gì cái dòng máy Yamaha Thủy này ha, nó đặt với tàu câu là đa số là máy đi biển nhiều, muối ăn mòn thì cho từ nên cho đó thì động cơ nó dễ bị chốc chạy cái nước sơn. Thì mình nhập về mình test máy ok rồi bắt đầu mình sơn lại nha, chia sẻ bán lên cộng đồng mạng cho anh em nào xem có nhu cầu xài dòng này thì ok ha. Máy hoạt động bình thường, hơi thừa khói cay, đốt sạch nhiên liệu. Giờ vô chi tiết cái bảng công suất kỹ thuật ha. Em này thì 4GH trừ TZ ha. Này được 50 sức ngựa, dòng tua sản sinh là 3050 GPM. Máy đốt sạch nhiên liệu. Đây. Rồi, giờ vô sâu chi tiết ha. Cái máy thủy thì cái đầu nó cũng có cái bơm hút nước mặn nha anh em để cái ống này là nó hút lên làm mát để nuôi mà nước ngọt ở trong động cơ. Thứ hai nữa là cái củ đề là 12. Đây là bình nước ngọt và bô luộc, turbo tăng áp. Dòng máy này thì anh em xài thì cũng biết ha, nó ngậm khói nha anh em. Anh em mà đặt lường đúng chiến dịch, đúng ba game nó thì nó chạy rất là bốc, nhưng mà không đúng thì nó hơi chịch chọt trong cái vụ mà lúc mà nạp ga khói đen nó ra này nhiều. Những anh em không hiểu thì anh em nói là động cơ nó bị xuống, nhưng không phải nha anh em. Dòng máy thủy thì nó ngậm khói, anh em lên từ từ, để ba từ từ là động cơ nó sẽ ổn. Dòng này thì dòng bếp kim bê tông hót nên rất là nhạy đề. Đây, quay cho anh em trong đây ha. Máy này thì quay thì mình chia sẻ anh em đó là mình đã sơn lại rồi nha. Vệ sinh tất cả trong mấy bồn đốt và vệ sinh, mình xin vệ sinh lại những cái đường nước ngọt ở trong máy. Nó chạy rất là lâu cho nên nó đóng nóng máy ra, mình khui mấy cái này ra mình vệ sinh hết mình mới sơn lại. Và chia sẻ cho anh em thêm cái này ha. Cái máy này thì về nó bị da đập sao đó, nó bị bể cái này nha. Thì mình cắt bỏ luôn nhưng không ảnh hưởng gì tới phần máy nha. Này, đây là cái lọc gió bên cái dòng turbo ha. Thì mình quay chia sẻ cho anh em xem tham khảo một tí, đó là mình cho cái động cơ nó nổ lên để anh em cảm nhận về cái dàn hơi và cái độ chất máy ha. Còn nước sơn thì này miễn bàn anh em, tại vì này sơn lại rồi nó không có chạy xước gì hết. Rồi anh em nào cần xài cái động cơ này để đi biển hay là kéo phát điện, kéo máy đèn, kéo bơm nước, phù hợp những công việc gì thì liên hệ mình để mình thỏa thuận giá cả đàng hoàng là mình ship đi. Rồi anh em đợi cho mình giây lát ha, mình sẽ vô dầu để chuyển nước để cho động cơ nổ lên để anh em cảm nhận ha. Rồi anh em mình bắt đầu vô xem nha anh em. Rồi động cơ được chuyển nước kết nổ rõ ràng anh em. Đây. Thôi thì bao hơi cho anh em ha. Hơi hám là còn nguyên chân.